trả lời câu hỏi, cái cơ hội được nhận phần quà của bạn sẽ lại dừng chuyển về cái hội phim các hội trường bên này. 5, 4, 3, 2, 1 rồi, em bé đã có được ở bên này. Các bạn nam bên này, các bạn nam nào muốn được thử sức không ạ? Mình đã thấy các bạn nam đã đi vượt đầu duyên ở đằng dưới và đẩy bàn thứ hai từ dưới lên. Chị có thể mời em tham gia trả lời câu hỏi hôm nay được không? Rồi. Phẩm trí tuệ nhân tạo nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, nam giới tính được cài đặt là nam hay nữ, và tên robot đó là 5, 4 đúng rồi, chính xác là Sophia. Em đã xem cái buổi mà giới thiệu về robot Sophia chưa? Thông minh, cần phải chơi bên nhá.
Hồi trường ngày hôm nay các bạn cho mình một tràng pháo tay và hoan nghênh các bạn.
clip vừa rồi cũng là cái vui vui rồi. Thì rất là vui với các bạn ở đây trả lời là không ai chưa ai gặp phải tình huống đó đúng không? Nhưng mà giờ thì hỏi các bạn gái là nếu mà các bạn gặp một người như thế thì liệu các bạn có đá không? Có đá không? Tốt quá. Tôi là thuộc cái loại, tôi là bạn 3.0 nên là rất là vui được nghe thấy các bạn. Thực ra tôi nghĩ là các bạn thực sự là tôi để về mặt cá nhân tôi nghĩ là không lo lắng lắm về cái chuyện 4.0 đối với các bạn. Các bạn thực ra đã lớn lên là mình đã lớn lên dưới thời là internet rồi. Như chúng tôi thầy bảy ở trước thì nói chung là mãi về sau mình có internet, trước là điện thoại 5 vạn lần. Tôi học trước đi học ở ngoài nhớ 5-7 vạn tết cái gọi nhà lần tốn tiền. Bây giờ ngày nào cũng tới 100 lần. Thì cái chuyện mình đã lớn lên với cái trong cái xã hội, trong cái hoàn cảnh bây giờ rồi, thì cái chuyện 4.0 đối với cá nhân mình, tức là ví dụ đặt Grab, rồi đặt đồ ăn, rồi cái nọ, thì tôi nghĩ là cũng không phải lo lắng lắm. Nhưng mà hôm nay thì đang nói chuyện với các bạn nó từ một khía cạnh khác, là cái chuyện 4.0 đấy nó diễn ra, các bạn lên suy nghĩ kinh tế đúng không? Thì mình có làm được gì không? Tức là mình nhìn theo kiểu như ông nhóm như ông Obama nếu bảo là don't just play game, play game. Tức là nếu mà mình không phải không nên chỉ chơi game thôi mà nên tiếp cái game mình tức lên App Store và bán kiếm tiền. Tức là đấy game mà rất nhiều người chơi. Thì nếu mình là người tiêu dùng thì mình chơi game. Nhưng mình nếu là người nếu bạn là người kinh doanh thì bạn sẽ làm cái game này, bước lên đấy cho người ta chơi. Giống như anh Hà Đông ấy. Đấy là anh Hà Đông đúng không? Với Hà Đông không? Hà Đông Flappy Bird ấy. Trong này cũng kiếm được khoảng mấy chục triệu đô. Thì đấy, nhờ cái việc làm đôi bao hôm qua nó thay vì chỉ chơi game thì biết game mà bước lên mạng. Tất nhiên là cái game của anh thì may mắn như sao mấy chục triệu người chơi. Thế nên là kiếm được rất nhiều tiền. Thì cái... đây. Thì cái nói chuyện thì là ba cái một là cái mạng 4.0 thì và quan trọng cái quan trọng nhất là chúng ta làm gì đấy, thực ra cái đấy là cái quan trọng chúng ta tiếp xúc với cái nhất là tìm hiểu xem nó là cái gì và mình tiếp xúc với nó như thế nào thì còn cái chuyện mà sử dụng hàng ngày thì nó không là dễ vấn đề. Con này là 3.0. Thì có mấy câu hỏi thì cái chủ đề có thứ nhất là cách mạng 4.0 là gì, thứ hai là phải cách mạng 4.0 chỉ là về chúng ta nghe nói về công nghệ kỹ thuật hay là nó còn nhiều hơn thế. Cái thứ ba là cái cuối cùng là thực ra nó ảnh hưởng đến bản thân mình không. Trước khi nói tôi hỏi các bạn trước thì nếu mà các bạn nghe chữ cách mạng 4.0 thì các bạn nhớ đến chỉ một từ thôi, thì cái từ gì? Automation. Chắc là
bây giờ cứ thử nghĩ nhé, thử nghĩ nếu mình nghĩ 400 thì mình nghĩ một từ thì là từ gì? Thực ra ok, thì bây giờ tôi cho các bạn lại sang clip tiếp. Let's say you want to ask Google to make you a hacker appointment. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a reader. Bài đã xem video này chưa? Nghe các bạn rồi. Đây là video của Google, tức là Google cái hội nghị một năm đến đổ cái hội nghị gọi là hội Google I/O. Hôm nay CEO của Google với demo cái này. Dear salon, to schedule an appointment for you. Đây là một. Hello, may I help you? Hi, I'm calling for the Google haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. For what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m? Depending on what service you would like, what service would you be looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant. Trong hai người này có một bên là robot, một bên là người. Đúng vậy, ai là robot? Ai nói đi trà? Em này là cái trái người đúng không? Ai nói robot đi trà? Ai nói robot đi bạn? Giơ tay lên. Bên phải đúng không? Thế là robot là bên trái. Bởi vì biết sao nó giống người và các bạn nó hoặc lúc mình đang call robot bình thường nghe nhưng mà đầu mình nói nhưng mà cái robot mà đọc nó mới kinh kịch đấy là cái kiểu robot ngày xưa nói bọn em xem phim cũ của robot ngày xưa thì sẽ nói kiểu kiểu đấy. Robot bây giờ là như này là cái rất giống người. Robot nó đặt hàng. Cái robot này là đây là một assistant, thực ra bây giờ nó gọi robot gọi là digital assistant. Như kiểu ở trong iPhone thì có Siri đúng không? Google assistant, mỗi cái nó có cái có thể lên mạng em này bảo đặt cho em một triệu bữa ăn để em thóc và book cho mình cái quán lúa nếp tối nay 6 giờ thì phải gọi thì tối nay ok rồi 6 giờ. Ở đây là đặt làm cắt tóc. Đấy em nào có cơ hội luôn bán ngay cho thầy, làm cái bán cho thầy. Mở tiếp cái thứ hai. Cái này thì là một cái video nữa, nó hơi chủ tượng hơn một chút. Cái này thì nó cần công nghệ mới bây giờ là công nghệ gọi là edit gen, là công nghệ sinh học. Thì sinh học chúng ta có thể CRISPR tên của công nghệ này. It's science's potential secret weapon for treating inherited diseases like sickle cell anemia and muscular dystrophy. So, how does CRISPR work? To be specific,
CRISPR is a system that guides protein called Cas9 to cut DNA, basically editing your genes. Let's say you want to fix some faulty DNA in a genome. It's a three-step process. To make the CRISPR system go, you provide the genetic address for where the bad stuff is in the DNA. Cas9 uses that sequence to find the bad stuff. Then it starts cutting. How does this all play out? CRISPR uses a guide molecule of RNA. And I think this one is 105 letters long, 20 of which match the target sequence in a gene to find the bad stuff. Swap out the guide RNA, and Cas9 can be directed to millions of different sites. Think of it. Cutting to delete, or cutting to edit. Delete. Use CRISPR to cut a gene, which can deactivate the bad gene. Edit. CRISPR cuts, but now with a template to make a DNA repair. Đấy, công nghệ này, công nghệ gọi là edit gen, là người ta có thể một cái đoạn nào đó trong DNA của em ta cắt ra xong thì có thể là delete, là xóa nó đi hoặc là thay nó bằng một cái chuỗi khác. Thì cái này nó có thể dùng về thứ nhất là chữa bệnh, nhưng đương nhiên lúc đầu người ta làm chữa bệnh gọi là bệnh teo cơ, nó là do gen. Nếu mà có cái một chuỗi gen nào đó nhỏ đặc biệt người ta tìm ra thì người ta có thể thử một cách là cắt cái đấy đi thay bằng cái khác. Thì đây công nghệ về gọi nó gọi là genetic engineering gen. Thì thực ra hai cái đầu các bạn có thấy hai cái ví dụ đầu đó, có thấy khác nhau hướng như nào không? Cái đầu tiên ấy thì nó là về gọi là làm sao để giữ cả máy nó thông minh hơn. Còn cái thứ nhì ấy thì làm sao để con người gọi là thông minh hơn. Tức là người ta, nếu mà chúng ta, em tưởng tượng là bây giờ em có thể biến đổi gen em một lúc thì em có thể thành kiểu như Superman nhảy ra nhà được, có những cái gen thế mà em thành những trí tuệ siêu việt như anh xanh. Nếu mà gen của em giống như anh xanh thì có em thông minh như anh xanh cả. Tức là nó thực ra nó là hai cái xu hướng, một là làm thế nào để cho máy càng ngày càng thông minh hơn, gọi là người ta bây giờ mình gọi trí tuệ nhân tạo. Hai là biến đổi bản thân con người để cho mình tốt hơn, ngoài cái việc chữa bệnh thì còn được tốt hơn, thông minh hơn, giỏi hơn. Ok, đây em mời. Cái này thì quen thuộc hơn. Hai cái máy mà con di dưỡng hàng ngày này, quy trình sản xuất xương tươi được đảm bảo nghiêm ngặt tới mức tối đa. Đây cũng là một trong ba nhà máy duy nhất trên thế giới sở hữu dây chuyền tự động hóa tân tiến và hiện đại nhất. Sữa tươi là một thực phẩm bổ dưỡng, nhưng nếu không được sản xuất và bảo quản đúng quy trình thì sẽ không đảm bảo được an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Hẳn không ít người vẫn băn khoăn về sữa đủ dinh dưỡng, đảm bảo chất lượng là sữa được sản xuất như thế nào. Để đảm bảo sữa vẫn giữ được chất bột, một trong ba siêu nhà máy sản xuất sữa trên thế giới này, Mega Factory của Vinamilk phải kiểm soát nghiêm ngặt ngay từ khi tiếp nhận sữa từ xe lạnh, rồi tất cả được đưa vào chu trình khép kín. Ly tâm tách quần chỉ là giai đoạn đầu tiên để nhà máy mang được sữa đảm bảo chất lượng tới cho chúng ta. Ở công đoạn tinh trùng, sữa được gia nhiệt lên đến 75 độ C, tiếp tục giảm vi khuẩn có hại rồi đến nguồn chứa sẵn sàng trong công đoạn tiệt trùng. Ở công đoạn tiệt trùng UHT, sữa được gia nhiệt tới 140 độ C chỉ trong vòng 4 giây, rồi lập tức làm lạnh xuống 25 độ C, giúp... Đây là nhà máy của Vinamilk, đó là một trong nhà máy hiện đại nhất. Và theo như quảng cáo chém ở trên TV là trình độ nhân viên thấp nhất phải là kỹ sư thì mới được làm lại. Còn hết không có bạn ơi. Em mời thì tiếp tư đúng không? Vậy chúng ta đi từ những cái ví dụ gọi là tay thì mấy cái sau này còn là cái nó gần gũi hơn. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo ngày nay đã khiến nhiều hãng ô tô hàng đầu thế giới mạnh tay đầu tư cho xe không người lái. Tuy nhiên, sân chơi này không còn giới hạn ở những nhà sản xuất ô tô
tô truyền thống, nên đã dịch chuyển sang các công ty phần mềm khi 90% sáng tạo của ô tô nằm tại đây. Nắm bắt cơ hội, phần mềm FPT đã chú trọng đầu tư nghiên cứu và phát triển các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt trong mảng công nghệ ô tô. Ngày 31 tháng 10, sau một năm nghiên cứu và phát triển, chiếc xe đặc biệt do các kỹ sư FPT Software tham gia phát triển phần cứng và phần mềm có thể chạy ổn định trong khuôn viên X-Town với tốc độ 25 km/h. Trong quá trình di chuyển, xe tự cân làn, chủ động rẽ trái phải theo vạch đường, cũng như xác định đối tượng trên đường và băng qua đường để tự động phanh và vòng tránh vật cản. Trước là camera của LED. Cửa camera này là gồm một hệ thống nhiều camera để có khả năng là nhận diện được độ sâu của hình ảnh. Ở phía trên kia là laser, tức là một thiết bị có thể scan bằng ánh sáng góc 360 độ. Cái thiết bị này hoàn toàn có thể quan sát được từ những cái khoảng cách rất xa và các cái vật cản xung quanh. Còn bên trong xe thì có thể thấy ở đây thì là có cái bộ kit của công ty NVIDIA, tức là bộ kit này được chuyên dùng chip của bạn để tối ưu cho việc sử dụng chip lớn lên. Về phần mềm, chiếc xe được tích hợp. Đây là xe ô tô tự lái của bên Exxon APT Software, đang gọi là mẫu nhỏ thôi, nhân lần đầu. Chỉ cần một chiếc smartphone có kết nối Wi-Fi, người dùng có thể chăm sóc vườn rau ngay cả khi vào nhà. Mối lo ngại về chất lượng thực phẩm, nhất là rau củ, chị Trần Đào Hạnh tại Hoàng Hoa Thám, Hà Nội đã quyết định tìm hiểu và trồng rau tại nhà. Tuy nhiên, những thử nghiệm ban đầu trong trồng trọt chưa mang lại hiệu quả như chị Hạnh mong đợi. Mình mất rất nhiều thời gian và ngoài ra là do điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng và những nước bình tưới cũng không được phù hợp. Đang còn bị chuột bọ rồi các con bọ ăn về lượng rau mà mình quăng được thì không đảm bao nhiêu. Hiện nay rau sạch đang là một vấn đề được các bà nội trợ đặt lên hàng đầu. Mọi người đều mong muốn có một nguồn rau sạch, an toàn để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Xuất phát từ thực tế cuộc sống và nhu cầu của người dân, anh Đặng Xuân Trường cùng một nhóm kỹ sư trẻ đã nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp thông minh Hachi. Hachi là một cái ứng dụng để giải quyết cái việc ứng dụng cái công nghệ vào trong nông nghiệp, thì giúp cho người nông dân có thể ứng dụng các cái phương pháp công nghệ mới nhất trong thế giới trong nông nghiệp, có thể tăng năng suất và theo dõi các cái yếu tố môi trường. Hachi là giải pháp trồng rau sạch thông minh tại nhà mà không tốn công chăm sóc, không cần đất và ánh sáng mà năng suất vẫn vượt trội hơn bình thường. Với phương pháp áp dụng hệ thống thủy canh thông minh và tích hợp IoT để chăm sóc rau hoàn toàn tự động, người dùng chỉ cần gieo hạt, đặt chế độ chăm sóc riêng cho từng loại rau trên smartphone. Ok, ok. Đây, giới thiệu với các bạn một số clip. Clip đầu là đấy của Google, người gọi là trợ lý thông minh cắt tóc. Thứ hai là của bên của clip giới thiệu về công nghệ Edition của bạn. Thứ ba là cái nhà máy của Vinamilk. Thứ là của cái xe tự lái của FPT Software. Thứ năm là cái startup công ty Hachi. Thì cái startup này của mấy bạn toàn là 9x hết, rất là gọi là trồng rau thôi nha, mà dùng công nghệ. Thì theo các bạn thì trong những cái này cái nào là 4.0 nhất? Cái nào là 4.0 nhất? Các em, cái nào là 4.0 nhất? Xe tự lái. Ai có câu hỏi khác? Nói đại đi mà. Xin kêu nhắc ở đây là hiền đi. Thì thực ra các bạn, câu hỏi là cái mạng 4.0 là gì ý? Thì thực ra các bạn đây mình nghĩ lúc thì không biết nó là gì đúng không? Thực ra bảo là định nghĩa cái mạng 4.0 là gì thì chắc là khó.
mà tôi báo các bạn một tin vui là ngoài các bạn ra không ai biết. Cho nên là không phải vấn đề lắm. Tức là về cái câu trả lời của bạn này, tức là cái tất cả những cái này nó đều là một cái gì đó là 4.0. Bây giờ chúng ta vấn đề là chúng ta tìm hiểu như thế nào thôi. Còn cái nghĩa chính thức là 4.0, đây là định nghĩa chính thức về 4.0. cái khái niệm về thực ra người ta dùng từ đầu là cách mạng công nghiệp 4.0. Thế là nếu em Google tiếng Anh thì nó là industry và industry 4.0, chứ không phải là cách mạng 4.0. Mình bây giờ mình là cách mạng rồi. Industry 4.0 thì nó bắt nguồn từ nước Đức. Đức thì nó là nước công nghiệp sản xuất máy móc, cho nên người ta nói phương thức sản xuất. Lúc đầu chúng ta sản xuất 1.0 là động cơ đưa hơi nước, 2.0 là động cơ điện và sản xuất đại trà, 3.0 là có máy tính và có tự động hóa, còn 4.0 là đây sản xuất nhiều năng lượng, tức là có trí tuệ nhân tạo, có sensor, có dữ liệu, có các kiểu robot đầy đủ hết. Cái này người ta gọi là phương thức, gọi là công nghiệp 4.0 theo định nghĩa của gọi là World Economic Forum là diễn đàn kinh tế thế giới chính thức. Thực ra chúng ta biết này không sao cả. Đấy, còn cái chuyện cách mạng 4.0 là gì thì tôi cũng có thể các bạn có thể đi hỏi bất cứ người nào Việt Nam thì tin chắc là mỗi người có thể câu trả lời khác nhau. Và cách cả lúc nãy đến giờ mà chúng ta có câu trả lời khác nhau là hết sức bình thường, cũng không có gì là ấy cả. Và nó sẽ hỏi tôi là tôi không biết. Hỏi tôi cái mạng 4.0 là gì tôi không biết. Tôi cũng sẽ nhắn chắc là tôi cũng là chẳng na ná với bạn kia là cái gì nó đang sắp sửa diễn ra nếu mình gọi là 4.0 hết. Thì cái đấy nó là cái gì? Thì chúng ta qua cái câu, thực ra nãy giờ câu còn thứ hai ấy thì là bởi vì liên quan với các bạn học kinh tế đây thì nó liên quan đến câu hỏi là cái mạng 4.0 này có phải là công nghệ kỹ thuật không? Lúc đầu chúng ta hỏi cái từ liên quan đến 4.0 là gì thì các bạn phải là internet này, các bạn phải là robot này, các bạn phải là tự động hóa này, đó là nghe có vẻ rất công nghệ kỹ thuật, nhưng thực ra những cái mà nó đang chúng ta ấy, nó không phải chỉ là công nghệ kỹ thuật, nó liên quan rất nhiều đến kinh doanh, đến kinh tế, đến làm ăn, không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Tất nhiên không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Tôi nói bây giờ tôi lấy một cái ví dụ trong cách mạng 4.0 bây giờ người ta gọi là nền kinh tế dữ liệu, data economy. Data tức là dữ liệu thì thay thế cho, đây là cái tranh này, nó vẽ các bạn biết vẽ cái gì không? Dàn con đầu đại cái Google với Amazon với Facebook các kiểu thì bây giờ dầu ở đây là data dữ liệu, đúng không? Dầu nó tượng trưng cho cái năng lượng để nó chạy tất cả các loại máy móc của chúng ta, còn bây giờ data là cái để chạy cho tất cả chúng ta. Các bạn những cái mà tất cả những ví dụ chúng ta như là ví dụ như tại sao xe nó tự lái được là nó có rất nhiều dữ liệu. Các bạn vào Amazon, tại sao Amazon nó biết bạn thích cái gì mà nó giới thiệu? Vì nó có dữ liệu về bạn, dữ liệu về lịch sử của bạn và những người giống như bạn. Làm thế nào đấy, nó có rất nhiều dữ liệu của rất nhiều người, nó sẽ chia ra một số cái loại category là Netflix thế thôi, hoặc là chẩn đoán bệnh trong y tế, mà sao mà chẩn đoán bây giờ có một số chương trình bây giờ bắt đầu người ta dùng được cái nền tảng để chẩn đoán, thì người ta dùng gì? Dữ liệu thôi. Tất cả nó là dữ liệu, thì dữ liệu nó là nguyên liệu, là nó gọi là data, là new oil. Thì các bạn là về mặt kinh tế thì cái này nó rất quan trọng. Có câu hỏi tại sao nếu mà dữ liệu nó là dầu, tại sao không có cái sàn nào bán dữ liệu, đúng không? Nếu mà là dầu thì bạn có thể lên sàn, nó có cái gọi là community exchange market, có cái sàn nó bán kiểu như bán gạo, bán dầu, hắn mua thoải mái. Thấy giá dầu lên xuống mà không thấy có giá lúc vai hay là bao nhiêu cả. Tại sao? Sao mình nghe mình là tại sao?
data thì là có câu hỏi, ví dụ data có câu hỏi phát thanh là data là của ai, thuộc về ai, data của bạn cũng thuộc về bạn. Thế data của bạn là Google, người ta lấy data của bạn thì là đấy là data của Google hay là của bạn? Giá là bao nhiêu? Đúng không? Dữ liệu giá bao nhiêu? Giả sử nhá, bây giờ giả sử một công ty quảng cáo mà đến nó hỏi mua bạn dữ liệu của bạn, tôi muốn biết hết thân thế lịch sử, trình độ học vấn, sở thích các thứ của bạn, thì bạn sẽ bán cho nó bao nhiêu? Nếu mà mình bán có bao giờ nghĩ không? Nhưng về mặt kinh doanh ấy, thì có rất nhiều công ty người ta đang làm như thế. Tôi nói một cái rất ví dụ rất là đơn giản, các bạn hãy lên trên Facebook hay là bằng cái game nhỏ đúng không, để nhập khuôn mặt của bạn vào sẽ so sánh bạn giống như một người nào đó đúng không, giống một lần gì ra bản chất lấy dữ liệu thì nó lấy khuôn mặt của bạn, rồi những cái trò xem tử vi đúng không, nó xem nhập số má ngày sinh rồi gì đấy của mình vào thì nó đọc ra bạn là tử vi tử vết các loại như này là gì, thực ra nó collect dữ liệu của em. Những công ty đấy, người ta đấy, cái đấy hồi về sau người ta sẽ bán được rất nhiều tiền. Những công ty người ta làm những việc như đó và người ta collect dữ liệu của người ta mang về đoàn, và người ta đang kiếm tiền bằng cái từ data đấy. Một câu hỏi nữa là ví dụ cái giá trị của data này thì là bao nhiêu tiền, thì nó liên quan đến chuyện như là định giá của công ty. Giả sử như là em là giám đốc của một công ty nào đó, rồi muốn mua một công ty khác. Thì cái ví dụ như là cái công ty Facebook của WhatsApp, bạn em có biết không? Có biết cái vụ này không? WhatsApp là cái chat application ngoài Facebook Messenger là thì khoảng WhatsApp là rất lớn, nhưng mà hồi đấy Facebook trả cho WhatsApp 20 tỷ đô và ai cũng nghĩ là mới thải điên để mua cái gì, mua cái app ngồi biết lúc nó ra sẽ xong 20 tỷ. Thực ra là Facebook người ta nhìn thấy cái tiềm năng của WhatsApp là sẽ số lượng khách hàng sử dụng WhatsApp là khoảng mấy chục triệu người hàng ngày. Ok, xong. Rồi. Chính sách, nó nghe về mặt chính sách của nhà nước thế thôi. Ví dụ những công ty bây giờ ở châu Âu người ta đã có quy luật là những ngân hàng phải chia sẻ dữ liệu cho những công ty startup mà để financial, các bạn fintech. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà những công ty mà startup mà không có dữ liệu thì bản chất là không thể nào làm được. Tất cả những cái mô hình về công về thông minh về kiểu đều có dữ liệu hết, nó có năng lượng, nó là cái on, nhưng thằng kia nó chiếm mất rồi thì làm sao thằng khác được. Thì nhà nước phải làm thế nào để mà gọi là xây dựng cái mô hình như thế, hay là về mặt quốc gia như thế thôi. Các bạn thấy Việt Nam giờ có cái luật là an ninh mạng ấy. Đó, trong đấy quy định là server của Facebook và Google hộ phải đặt ở Việt Nam, dữ liệu của người Việt Nam phải nằm ở Việt Nam. Này thực ra là đối với mình cũng mới bắt đầu, là Trung Quốc với lại Nga thì nó làm từ trước rồi. Rằng nước này nước nào cũng sợ là người khác lấy dữ liệu của mình. Thì tôi nói các bạn một cái ví dụ về dữ liệu để nói chuyện với các bạn là cái đang xảy ra ấy, cái gọi là 4.0 ấy, nó không phải là chuyện kỹ thuật và công nghệ không, mà
nó liên quan rất nhiều đến kinh tế. Ngoài ra nó còn những khái niệm, những cái mô hình kinh tế mới như các bạn như là gọi là sharing economy, đúng không? Sharing economy là gì biết không? Ai biết? Ai biết sharing economy là gì? Đơn giản nó là thực ra Uber là đại diện của cái sharing economy. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta không cần phải có xe mà chúng ta có thể chung nhau một cái xe nào đó, ai cần thì dùng. Khái niệm về ownership chuyển sang khái niệm khi nào cần thì dùng. Và Uber đã kiếm ra một số tiền và giá trị kinh tế công ty là khoảng 500 tỷ đô. Tiên phong của sharing economy, Airbnb. Ai dùng Airbnb chưa? Cái này hơi ngáo, thế mình sẽ bảo không bao giờ ngáo. Nếu bọn em đi chơi ở đâu á, đi chơi, bây giờ mình đi chơi, nói chung là em đi, nếu mà nhất là nước ngoài, trong nước cũng thế thôi. Bây giờ người ta book bằng Airbnb rất là nhiều. Tức là như này, tức là book một nhà người khác. Nó cũng giống như ô tô thôi. Lúc đầu ý tưởng, idea của Uber là một cái xe của một người có một xe, tôi có xe, nói chung là 95% thời gian là cái xe nó chạy. Sáng tôi đi đến rồi tôi để cái bản chất nó là lãng phí. Chúng ta làm thế nào sử dụng được cái nguồn lực đấy, trong khi có những người khác đang rất cần di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia thì không có. Uber làm việc matching đấy, matching giữa cái gọi là cái sẵn sàng cái xe mà nó đang bắn và cái người đang cần đi, thì nó làm cái matching đấy. Và cái đấy người ta gọi là sharing economy. Cái Airbnb là nhà, thay vì xe thì là nhà. Tôi có cái nhà đúng không, tôi có hai cái nhà, hai phòng ở một phòng, giờ một phòng có làm gì đâu, để cho thuê. Các bạn ở đây nếu cứ nghĩ thực sự là các bạn nên thử Cần Thơ, mình đang thử làm đi. Cái này đang rất nhiều người, rất kiếm rất nhiều tiền, thì mình sẽ cho cái nhà của mình lên người ta thuê. Ở ai thích đến Cần Thơ ở 3 ngày ok, book 3 ngày nó phòng trả tiền đàng hoàng, ở mấy trăm ngàn đêm thì mình tự nhiên kiếm 1 triệu ổn. Và cái này là nếu cả về mặt cá nhân mà các bạn mà đi chơi thì các bạn nên rất nên dùng. Nếu các bạn đi sang những cái nước, bạn đi sang Tokyo, Nhật chơi chẳng hạn, nếu có đạn đi một ngày thì có thể không khác, nhưng mà nếu bạn book khách sạn và các bạn book cái nhà nó khác hẳn nhau, giá cả rất khác nhau. Nhà thì nó lại có cả bếp, cả núc, cả các kiểu đầy đủ hết. Thì Airbnb là một cái thực tế hàng ngày cũng rất xảy ra. Cái đấy là Airbnb và Uber, người ta gọi là sharing economy. Đấy, thực ra nó không phải chuyện công nghệ. Công nghệ là cái nền tảng, nhưng kinh tế thì là cái ở trên. Thì tóm lại, cách mạng 4.0 là gì thì nói chung là cũng không sao cả, không biết, không có vấn đề gì hết. Nhưng cái mạng 4.0 chắc chắn không phải chỉ là kỹ thuật của công nghệ. Cái mạng 4.0 là cái nói chung là nó rất nhiều liên quan cuộc sống chúng ta. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Vấn đề là làm thế nào để mà chúng ta là tiếp cận với nó. Chỗ bây giờ chúng ta nghe mù mờ. Lúc ngày hôm nay có cái ông đây về hội bên Phoenix đến chém về 4.0 thì diễn ra một đống. Xong hôm sau lại nghe ai đó thủ tướng nói 4.0 cũng là cái này là cái kia. Rồi hội đại hội startup thì nói 4.0 là cái này cái nọ. Báo VTV thì bảo 4.0 nghe một đống thứ. Thì chúng ta làm thế nào? Tôi chia sẻ cái cách của tôi thôi. Thì trước tiên ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào, và trước tiên ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào thì đầu tiên mình quan trọng nhất của mình là phải hiểu rõ hiện tại đang xảy ra. Đây tôi chia sẻ cách của tôi là gì. Tôi cố gắng tôi sắp xếp nó thành một cái hệ thống gì đó. Để mình nghe câu chuyện nào thì mình có thể nhét nó vào cái ô nào đó tạm thôi. Nếu sai mình sửa sau không vấn đề gì cả. Nhưng mà mình có một cái mô hình để mình tiếp thu những cái chuyện đang xảy ra. Thì tôi, mô hình của tôi đây được chia ra làm 5 cái lớp. Nó sẽ có cái gì? Thứ nhất là có cái gọi là hạ tầng. Nó giống như kiểu như là điện nước. Thì các bạn biết toàn đám mây đúng không? Toàn đám mây biết đúng không? Nghe không? Cái là nền tảng. Bây giờ đeo thuê rất dễ. Các bạn muốn lập cái công ty thì các bạn ra ngoài, các bạn thuê Amazon. À, nó sẽ có máy tính sẵn, mình chạy, mình khỏi cái mua máy tính, khỏi để thuê IT các kiểu nào nhỉ. Bản chất là thế. Giống như là điện không?
Big Data là cái dữ liệu lớn hoặc là đường truyền 5G thì nó đường truyền. Tất cả những công nghệ này là gọi là nó nằm cho nền tảng cho cái nguồn năng lượng suy nghĩ. Cái thứ hai nó là có cái loại là cái này là cái hạ tầng và cái này là công nghệ nền tảng. Công nghệ nó cũng có một số cái nó nền tảng và công nghệ ứng dụng. Ví dụ, tôi nói ví dụ nha, mình nói trí tuệ nhân tạo. Đúng không? Trí tuệ nhân tạo không thì nó là cái rất rộng. Các bạn nghe khái niệm trí tuệ nhân tạo, khái niệm là deep learning, học này nọ, học đấy. Thì cái công nghệ này, nó là nền tảng cho công nghệ này. Cái chữ LLP này là Natural Language Processing, tức là xử lý ngôn ngữ. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là người ta giống nghe người nói hiểu được. Thì tôi nói ví dụ chúng ta cái trợ lý ảo của Google đấy, họ book cái cắt tóc ấy, thì tất nhiên là họ sẽ dùng cái này là cái nền chạy máy tính của họ là trên cloud. Họ dùng cái gọi là những cái nghiên cứu về deep learning để tạo ra công nghệ nhận dạng giọng nói, nhận dạng giọng nói tự nhiên, hiểu người nói tự nhiên. Thực ra đây họ sẽ ứng dụng ở đây là còn hai cái tầng trên này, ba cái tầng này là tạm gọi là về công nghệ. Tức là chúng ta có công nghệ, nó có nền tảng, có công nghệ, nó gọi là công nghệ ứng dụng. Ví dụ genetic, công nghệ về genetic engineering, nghĩa là biến đổi gen ấy, người ta cũng dùng trí tuệ nhân tạo rất là nhiều, người ta dùng deep learning rất nhiều. Còn cái công nghệ nó là cái nền tảng, thì cái công nghệ này nó tạo ra những cái mô hình kinh tế. Đấy, những cái mô hình kinh tế mới. Tôi nói các bạn là mình nghe cái từ sharing economy. Sharing economy là cái tôi vừa thích. Nó có cái từ là platform economy. Platform economy thực ra nói một cách đơn giản là làm thế nào để gọi là đưa người dùng vào một cái platform nào đó và kiếm được cái gọi là maximum cái doanh thu ở trên của người dùng. Facebook là ví dụ rất rõ ràng, đúng không? Facebook họ tạo ra một cái platform là để kết bạn và để chat chít với nhau, và Facebook họ kiếm tiền trên platform đấy. Họ làm thế nào để chúng ta đưa hết vào đấy? Còn bên Trung Quốc ấy, nó có cái, các bạn có biết nghe WeChat chứ không? Biết WeChat không? WeChat lúc đầu cũng chỉ là một ứng dụng chat, chỉ là chat với nhau thôi. Nhưng mà bây giờ trên WeChat bạn có thể làm được tất cả mọi thứ. Bạn làm đi mua hàng, bán hàng, giới thiệu, đặt taxi, các thứ mà mọi thứ mình đều làm được hết và trả tiền được luôn. Thì là WeChat là một platform, Facebook là một platform. Những cái platform đấy nó đều dựa trên cái nền tảng này. Đấy, thì khi mà mình có những cái gọi là đây là những mô hình kinh tế, mình hiểu cái mô hình kinh tế này thì mình có thể ứng dụng ở trên đây là ứng dụng mà mình đấy có thể như là Facebook và social, như là Amazon thì là e-commerce, Uber nhà máy thông minh, rồi trang trại phát mặt phát các kiểu. Thì đấy là nếu mà bây giờ vẫn ít nhất khi mà mình có một cái gọi là mô hình cái hiện tại nó đang xảy ra, thì mình thấy nghe được cái gì mà mình muốn học cái gì mình đều có thể nhét nó vào được. Và ngược lại, và thứ hai là khi mà mình ấy là mình có thể tham gia ở đâu, đúng không? Các bạn học kinh tế, các bạn có thể học kinh tế, các bạn có thể học môn gọi là macro economy, đúng không? Kinh tế hệ vĩ mô, biết học đến đâu? Các bạn em là năm thứ mấy nhỉ? Thứ hai à? Năm thứ mấy mình không biết. Năm mấy? Học kinh tế vĩ mô đúng không? Hoặc là thì chúng ta có thể nghiên cứu các mô hình kinh tế. Cái câu hỏi cái người ta nói cái infonomics này tạm gọi là cái câu hỏi về dữ liệu, tôi nói đấy, làm thế nào để định giá và mua bán data với nhau thì là câu hỏi về mặt kinh tế. Còn nếu mà bạn là business kiếm tiền thì là cái tầng thế này là quan trọng nhất. Đây mới là cái tầng của mình có thể làm startup mặt tham như bạn gì lúc đấy bạn gì Hachi cũng chỉ đích thôi, có gì đâu, có gì đâu. Thực ra tôi nghĩ là lúc đấy
Nếu mà mình thực ra bạn cái dựa công nghệ gọi là IoT, cái là kinh tế thì platform bình thường chẳng có gì, có thằng mua có thằng bán, tức là kinh tế truyền thống. Dạ, và làm cái smart farm dễ thôi. Tức là mình là người nghiên cứu công nghệ thì mình có thể nghiên cứu ở đây công nghệ, hoặc là thích ứng dụng ở đây, thích kinh tế vĩ mô thì ở đây, còn thích làm ăn thì thế này. Thì nếu mình có cái mô hình mình hỏi hiểu hiện tại ấy, người ta hay hỏi là cái tương lai thì nó sẽ như thế nào, làm thế nào biết được tương lai. Cách duy nhất để biết được tương lai là phải hiểu hiện tại. Nếu bạn không hiểu hiện tại thì đương nhiên là không thể nào biết được tương lai. Tôi nói rất đơn giản, người ta bây giờ đang cãi nhau cái chuyện là liệu robot nó có thay thế con người không, đúng không? Để nhìn thấy nhà máy Vinamilk với thấy toàn máy ở đây chết, thế mình làm ở đâu? Đúng không? Thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn một cái ví dụ thì chúng ta sẽ rất sợ. Chúng ta sẽ rất sợ, bảo là ok thế này thì chết, sau này là người ta học hành mấy cái môn mà kỹ sư cơ khí cái thứ thất nghiệp hết, mày nó làm hết rồi. Đúng không? Thì mình tất nhiên là thực ra có tôi nghĩ có một số cái khía cạnh như này, tức là mình có thể suy nghĩ thực ra từ xưa đến nay cái việc máy móc nó thay con người là lúc nào cũng xảy ra, không phải bây giờ mới xảy ra. Trong lịch sử ô tô đã thay xe ngựa thì những người đánh xe ngựa đâu? Đó, lái ô tô, hoặc là có thể khác biệt chứ, tất nhiên là cá nhân đánh, nhưng mà nó tạo ra một cái tầng lớp mới cho lái ô tô. Còn mình có chuyển từ người lái xe ngựa sang lái ô tô không là cái khác, nhưng mà mình hiểu cách đó. Mình phải hiểu cái việc robot, mình muốn tranh luận về câu hỏi là robot có thay thế con người không, thì mình phải hiểu robot là như nào, con người là con người nào. Thế thế nói kiểu nghe nó cũng chung, chúng ta đọc bài báo nó dọa, ông nào thích thì ông ấy dọa, ông nào lạc quan thì ông lại bảo không sao đâu, nó sẽ ra một đấng. Cái thực tế nó như nào? Thì cách duy nhất để chúng ta biết về tương lai là phải, thứ nhất phải hiểu hiện tại. Còn cái tương lai thì tôi rất thích cái câu của ông này là ông Peter Drucker, là một, nếu các bạn phải học về quản trị về sau ấy thì là gọi là cha đẻ của môn quản trị học. Tôi không biết là trường Việt Nam có dạy không, nhưng trước khi tôi được học thì ông này là người áo người sang Mỹ. Ông ấy rất là cá nhân tôi rất thích kiểu ông ấy là vừa suy nghĩ vừa có hệ thống lại vừa rất là nhiều thực tế kết hợp cả hai trường phái. Thì ông nói rất đơn giản là cái mà chúng ta thường biết mình, tức là ý cách tốt nhất để predict future là gì? Bạn muốn ngày mai, bạn muốn mấy năm sau muốn có bạn như là giàu sạch ăn tiền về chồng đó, cả cách nào khác tương lai bạn cũng giàu sạch, hoặc là kiếm được làm giá nào để mà có giàu sạch đó. Sức khỏe tốt, bây giờ bạn dự đoán là tôi năm sau, mấy năm sau sức khỏe của tôi thế nào, thì nói chung là mọi người sẽ bảo vệ phải dinh dưỡng tốt, thế làm nào dinh dưỡng tốt thì mình phải làm cái gì đấy, đúng không? Hiện tại mình sẽ phải làm cái gì đấy bây giờ thì năm năm sau sức khỏe của mình sẽ như vậy, nó sẽ thế. Thì cách tốt nhất để predict future là predict, còn mà đoán ấy, đoán tương lai nó như thế nào thì cách mà đoán chính xác nhất là tương lai nó sẽ chắc nó chẳng giống may lắm. Thế không? Nếu mà đoán mò một chính xác nhất thì cái đó là ngày hôm tương lai cũng giống hôm nay, ngày mai chắc chắn khác ngày hôm nay. Thì đấy, tôi quay lại là chúng ta phải hiểu, thứ nhất là chúng ta phải hiểu hiện tại như thế nào, có một cái cách nào đó để mình sắp xếp cái hiện tại của mình và mình hành động để đến tương lai. Và nói chung là học, đương nhiên là phải học. Cái này trông nó là nhà nhà đấy bao nhiêu thứ, giờ tấm vào đầu mình biết mỗi cái từ công là những cái bắt đầu rồi, được học trong nhà còn thứ ở bên ngoài. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta mấy cái học ấy nó có nhiều cách, không phải là gì học gọi là một cách đọc là học. Chúng ta cái cách đầu tiên mà bạn đọc là người ta gọi là học,
là có kiến thức ở đâu, làm thế nào để có kiến thức, có tri thức. Thì cách đầu tiên là học. Học thì có mở sách ra đọc, học ở trường, ở lớp. Cách học thứ hai là chúng ta gọi là học và do hành. Đó là hành là gì? Là làm, đúng không? Đấy. Còn là ví dụ bạn hôm nay các bạn nghe được là tháng bảo là hình như giờ cho thuê nhà đây Airbnb có vẻ ngon, nhà mình đang có hai phòng đơn. Đấy là mình cái mình học được một cái kiến thức mình học được. Nhưng mà bây giờ mình muốn thử xem nó có ngon thật hay không, hay là ông kia ông ấy kém đó. Thì về thử mang cái nhà của mình lên Airbnb đăng ký ngay. Nhỡ đâu ngày mai có thằng thuê luôn rồi kiếm được tiền luôn rồi. Thì cái học cái hai ấy là làm. Khi mình làm thì nó sẽ phát sinh ra những cái câu hỏi mà mình phải giải quyết thực sự. Làm thế nào đăng ký ở Airbnb? Có cần phải tài khoản deposit tốn tiền gì đấy không, hay là ai cũng tham gia được? Tất cả những cái chính thức đấy thì phải làm và nó sẽ ra. Cách học thứ ba là nó gọi là đi lại giao tiếp. Đi lại, phải giao tiếp mọi người, gặp gỡ những người ở đây, phải đi thăm, đi thú, đi khắp nơi. Cái này thì ta đi mà học được thôi, cũng là một chuyện nhé. Đi mà học được cũng không phải đấy. Là mình có thể đi, nhưng mà mình bây giờ thì không chào đi, nhưng mà check in cái không thì rất nhiều đi xong chẳng biết là cái gì cả. Tôi nói cái kinh nghiệm ví dụ của tôi, như là cái trước tôi phải đi làm bên Iran thì nói chung đối với mình là nước vô cùng xa lạ. Mình nghe bắt đầu nghe Iran phải hiểu nó như thế nào thì tất nhiên là phải học thôi. Lệ chắc chắn đầu có cái mà mình nhầm ấy là lên xong mấy thằng Iran nó rất là tức, là mình nhầm nó là đất Ả Rập, nó không phải cái bên ở nó ghế đâu. Tức là nó bây giờ thì nó theo đạo Hồi, tức là Iran thì theo đạo Hồi nhưng mà không phải người Ả Rập. Người Iran ngày xưa nó gọi là người Ba Tư. Đang nghe Ba Tư không? Có ai xem cái phim Hollywood và phim 300, nó gọi là người Persia hay là hay sang đánh nhau cái Hy Lạp, kiểu đế quốc Ba Tư đã có thời gọi là đế quốc lớn nhất thế giới, chiếm từ Bắc Phi cho đến tận Ấn Độ. Cho nên là dân Iran nó rất tự hào. Mình thì chẳng chiếm, mình có vài tí mình cũng rất là tự hào rồi, đúng không? Cái thằng nó to như thế nó rất là tự hào. Trong khi mình lại bảo nó khác gì mình bảo mình là dân, mình là người mèo. Người mèo nó tại sao, nhưng mà chúng ta cũng bảo người Iran lúc đầu mình cũng đầu là tôi nghĩ là chắc chắn 99 về Việt Nam là nhầm. Thì thế mình gặp người Iran là người Ả Rập. Chúng ta nhầm bắt là gì? Nhưng mà là đấy thôi. Đấy thì mình có thể mình đọc sách thì mình biết cái đấy. Nhưng mà mình phải đi sang Iran, muốn làm ăn Iran thì phải sang Iran, phải hành, phải du. Sang Iran thì phát hiện nhiều thứ, ví dụ như là người Hồi giáo thì thường là không uống rượu. Thế nhưng mà dân Iran sẽ có uống rượu. Nhưng mà người ta chỉ uống rượu ở nhà thôi. Tức là về ngoài đường là cấm. Ngoài đường là mà uống rượu là bắt cái tù ngay. Nhưng mà đến nhà cùng với nhau là đấy. Thế là bài học là gì? Mình Ả Rập là bình thường là người Hồi giáo là không uống rượu. Theo đúng rồi, hàng Hồi giáo là không uống rượu. Tuy nhiên, đấy là cái mình gọi là mình đọc sách mình biết thế. Nhưng mà mình thực tế thì là mình lại đi gặp thì mình thấy là ok, có Hồi giáo uống rượu. Sang nước Maroc là Hồi giáo uống rượu ngoài đường. Còn sang Iran thì là Hồi giáo chỉ uống rượu ở nhà thôi. Thì đến giúp ta bài học là gì? Nếu em muốn làm ăn ở Iran thì em phải có nhà. Bởi vì người ta thân với mình ấy, là người ta sẽ mời mình đến nhà. Do các ứng dụng có thể mở thì lục tung đó, nó như quay đổi thì kênh khác đó.
đấy thì Iran thì quay lại là mình muốn người ta muốn tức làm ăn thì người ta phải gọi là xây dựng quan hệ đúng không? Muốn xây dựng quan hệ là thân người Iran phải đến nhà người ta. Thì lúc đấy cái uống rượu cũng bia với nhau rồi. Còn ngoài đường thì uống trà là nhạt lắm. Ngược lại mình muốn đấy, mình muốn ở đó mình cũng ở thêm cái nhà. Chúng ta cũng phải đi mua rượu về rất là nhẹ. Lơ mà đến nhà. Thì lúc đó chúng ta mới đã thành xây dựng quan hệ. Đấy, thực ra những cái trò đấy thì không bao giờ mua cách nào bạn gọi ngồi nhà mà bạn đã sách mà bạn học được. Bạn đi giao lưu với người ta, người ta gọi là gặp gỡ giao tiếp mà có. Còn cái một cái cuối cùng, cái học cuối cùng thì người ta đây là gọi là học. Học này thì nó hơi khó. Gọi là học khốn như chi. Khốn như chi. Thế gọi như ông thơ có lúc là ai nên thôi chẳng khốn cơ lần. Tức là đời mà chưa khốn thì nói chung là chưa khó mà ấy được. Tức là phải chọn việc. Chọn cái khó mà làm. Chọn cái khó mà làm. Thế cái này thì nó hơi ngược cái gọi là được cái nghe hơi ngược tính, nhưng mà thực tế nó là như thế. Ví dụ như FPT, khi FPT mà đi lúc mà FPT đi gọi là làm phần mềm xuất khẩu cách đây khoảng 20 năm, lúc đấy là Việt Nam chạy, nói chung là thế giới không ai biết là Việt Nam có làm phần mềm bền vững. Vẫn nghĩ là mình đang đánh nhau, chiến tranh vẫn đang xảy ra. Không biết là Việt Nam có lập trình viên hay có cái gì là hầu như khái niệm. Thế nên đi làm thấy nghe khó. Anh em thì người mình thì rất là gọi là nó gọi là ngáo như cái cỡ của cậu lúc nãy là còn đỡ. Mình gọi là ngáo hơn nhiều. Nhân viên của FPT ra nước ngoài còn mua nhầm xin đánh giày, xin đánh tăng. Cái đánh tăng, cái giày là đánh tăng, thấy cái tiếp nó cũng mua về thôi. Nó là toàn là xin đánh giày. Thế là mình ngáo đến lúc, tức là mình còn chưa biết cách sống như thế nào, thì nó lên chuyện làm ăn. Thế nhưng mà sau vào làm lúc ngon lành, bây giờ thì cái công ty phần mềm xuất khẩu của FPT là thành một cái đơn vị tiên phong của FPT, rất ngon. Đúng là nhiều tiền vượt qua hết các loại gian khó, kể từ cái chuyện đánh giày đánh răng cho đến cái chuyện nói tiếng Anh cho đến cái chuyện là bán hàng cho Tây cho Nhật ra sao, rồi đến chuyện làm công nghệ làm xe lái, tất cả những thứ này đều qua làm được hết. Thì mình sâu bằng thì cái cách học này là cái gọi là cố như chi. Thì nên tôi muốn giới thiệu các bạn khái niệm như này thôi, các bạn hiểu là học ra có nhiều thứ. Cấp sách đến trường thì đương nhiên là một. Ngay cả trong các sân trường cũng phải học thế nào. Học kinh tế xong rồi các bạn làm gì? Đúng không? Các bạn, tôi giả sử các bạn học môn trong kinh tế, môn lý thuyết về giá. Các bạn có học không? Chưa học. Đấy. Học xong lý thuyết về giá, liệu về mình có biết tập tán với mình kinh doanh liên mạng và kinh doanh online này, tập tán. Thì tất cả cái đấy các bạn nếu mà học không thì các bạn sẽ chẳng phải, nói chung là các bạn rất là bẹt thôi. Còn nếu các bạn làm ok giá là sử quê mình về, hoặc là ông bà già có bán cái gì đó về thử nghĩ xem xui ông bà già là mới học được cái võ này hay không, đặt giá lại có khi là chết đấy, có khi là chết vì ông bà già nó kinh doanh lâu rồi, cái này đã nào hết rồi. Thì nhưng mà cái đấy là cái chắc chắn, tôi nghĩ chắc chắn nếu các bạn muốn học muốn làm thì các bạn phải, các bạn muốn học thực sự được thì phải làm. Còn cái giao du kia là cái quan trọng. Cái giao du thực ra tôi thấy các bạn thực ra là hơi gọi là trầm một chút so với sinh viên nào có cái tên là cái thường ấy hơn. Nhưng mà thường những cái người mà đi về sau mình làm bất cứ thứ gì đó, thì cái giao du này cực kỳ quan trọng. Thì đến nó không chỉ là học không đâu mà nó là quan hệ. Người ta hay nói là trong làm kinh doanh không phải quan hệ.
quan hệ thì không phải là chuyện gọi như là không quỳ không biết gọi là quan hệ đâu, mà quan hệ là người ta tin mình, mình biết mình, cái mình làm người ta sẽ giúp mình. Chúng tôi đi trước khi ra nước ngoài, tôi trước là làm công ty phần mềm FPT, rồi trước khi làm Phunix thì là tổng giám đốc của FPT Software. Chúng tôi là đi nước ngoài làm cái thời, những cái thời mà gọi là sang Nhật thời đầu tiên mở văn phòng ấy. Lúc đầu sang là làm quái có văn phòng, có một cái ông Nhật đấy, ông đi chơi ngày xưa, ông đi cho đến nhà rồi. Nhà rồi, lên văn phòng của mình ngồi luôn. Văn phòng mình còn nhớ là hút thuốc ngu minh. Nhật người đấy văn phòng hơi kiểu dã man không như bây giờ. Bao tràng của đốt thuốc, anh em như là khói mù mù mờ mờ. Nhưng mà ông ấy ngu mang người lúc đầu. Rồi có một ông Nhật khác dẫn mình đi, các công ty Nhật giới thiệu. Mình thực ra nếu mình là người Việt Nam mình tự đi á là chẳng mình mai nó tiếp rồi, mình có tiếng Nhật còn lẩn khẩn, nói chung là chẳng biết đâu nào Việt Nam nó tưởng là dừng ra có gì tự nhiên họ làm mềm, nhưng mà có mấy ông Nhật kia đấy ông chẳng hiểu nào, các quý hội FPT nó dẫn mình đi giới thiệu các loại NEC Sony nó lại đến gõ cửa hết. Thì những cái người này thực ra không thể ngồi nhà mà có được, chúng ta phải ra được. Mình hay nói đùa là muốn lên sự nghiệp lớn ta phải năng la bàn thơ của bác Hồ. Bác Hồ chế lại bác Hồ đúng là cái người như thế. Bác Hồ bốn ba cũng hơn chơi hết vào đảng sản khác đảng cộng sản Nam thì vuốt thì vào tuốt ai quen gặp được nói chuyện với Pháp bằng tiếng Pháp, nói chuyện với Tàu bằng tiếng Tàu, nói chuyện với Anh bằng tiếng Anh. Bác Hồ là người rất siêu, nói chuyện với ngôn ngữ tiếng Nhật đấy. Tóm lại, thế nhưng là cái buổi hôm nay tôi muốn thực sự nói chuyện với các bạn theo cái nghĩa là 4.0 là cái gì đó đang xảy ra. Còn chúng ta là người tiêu dùng thì nó không vấn đề gì lắm đâu. Rồi nó sẽ cho mình cách sử dụng, chúng ta sẽ biết là rằng chúng ta chưa biết cái gì, rồi sau sẽ biết không vấn đề gì. Nhưng nếu mà chúng ta tiếp xúc nó với nó một cái cách gọi là tích cực, muốn là kiếm tiền, nói hôm nay là kiếm tiền thì 4.0 như thế nào? Nghĩ tất cả các bạn chỉ cần như thế thì rất là nên đặt câu hỏi đấy. Thì chúng ta phải làm thế nào? Thứ nhất là cái chuyện định nghĩa cái mạng 4.0 là gì không quan trọng. Như cái bạn trai nghĩ rằng tất cả đấy là 4.0 hết, không vấn đề gì. Và tôi cam đoan các bạn là Việt Nam này không ai biết, không ai định nghĩa cái mạng 4.0 là gì, cho nên là không có gì rồi. Cả ngày có thầy giáo hỏi các bí thi này hỏi cái mạng 4.0 là gì thì em bảo em đố thầy đấy. Nhưng mà thầy có bài hay nhưng mà nhưng thực tế nó là thế. Cái thứ hai là mình có cố gắng dự đoán tương lai, không ai dự đoán được tương lai đâu. Thay vì dự đoán tương lai thì phải hiểu hiện tại quan trọng hơn nhiều. Hiện tại nó như thế nào, hiện tại như thế nào cộng với hành động của mình thì tương lai sẽ là thế. Thế nhưng là tương lai mình, tương lai khác không biết. Nếu mình là người nhỏ nhỏ, ok, mình có thể hiểu cái tương lai của mình. Mình là một siêu nhân, mình có thể nhìn cái tương lai của hàng triệu người, hàng trăm người, hàng nghìn người, tùy. Như ông Bill Gates, ông Zuckerberg thì ông ấy làm cho cả tỷ người còn như là lao đao khốn đốn hàng ngày, suốt ngày phải mở điện thoại ra mấy phút đã chết một lần, mấy phút đã chết một lần, thay đổi hàng cuộc sống đang nên mình thành cái rất là còn ít nhất là mình thay đổi của mình. Và cái học này cực kỳ quan trọng. Thực sự bây giờ học chung là biết cái học thì nó sẽ nhàn hơn. Nếu không biết cách, chúng ta cái suốt ngày có một số người cũng hay hỏi là tại sao nhất là nhân viên cũng bảo học mấy ông lãnh đạo này thấy toàn thế đi chơi, kiểu chẳng thể làm đất thì lúc này đi chơi. Thì thực ra đi chơi ấy, cũng là một cái loại, thực ra là đấy như các bạn trước đấy các bạn cũng đi học và đọc sách. Không phải, đọc sách một cách thôi. Học và đọc sách. Và cái cùng là học là làm cái việc, nói chung thấy việc thì khó mà làm là học là nhiều nhất. Đấy chắc chắn luôn. Tất nhiên các bạn, cái này tùy mình thôi, cái này là tùy vào cái gọi là cá nhân mình và cái tham vọng cá nhân mình, không có vấn đề gì cả. Chúng ta có thể học xong kinh tế, chúng ta vào ngân hàng xin làm một chân gì nhỉ? Ngân hàng thì có thấp gì? Giao dịch và tư vấn và gì đó, nói chung là cũng sẽ khá vào đồ. Còn chúng ta cũng có thể khởi nghiệp giống như Hachi Fan, cái vấn đề này.
Nhưng mà để làm được như thế thì phải đấy, tôi nghĩ là phải chuẩn bị sẵn một cái gọi là tâm thế của mình, cái mô hình kiến thức mình tiếp xúc với thế giới này nó như thế nào. Mấy nhất mình phải biết là sau cái chén gió mình hôm nay nó nói là cloud computing, mà là ok, cloud là cái gọi nói chung là điện lắp đường điện thôi, không có gì cả, hạ tầng. Trí tuệ nhân tạo là cái môn của mấy ông giáo sư vừa nghiên cứu. Sau đó ok, nhận dạng giọng nói tự nhiên hay là nhận dạng khuôn mặt, những cái công nghệ này có vẻ hay đây, cái này bắt đầu có thể dùng được. Đấy là chúng ta muốn làm kinh doanh cái mô hình làm sao đến được sinh viên đi học trường, đúng không? Bạn có thể làm nếu dùng hàng ngày cái quét camera vào mặt ông nào đến là nhận mặt luôn, đỡ phải quẹt thẻ quẹt giấy thoáng mát, bây giờ làm được hết. Đó, có thể như thầy Danh cũng đấy, khoảng năm sau muốn robot tuyển sinh thì làm cái về bán cho thầy. Và quan trọng nhất cuối cùng tất nhiên là ngoài tất nghe tất cả những này nó nặng nề, nói chung là thấy đến nói chuyện là phải học, phải hành, phải thế giới chúng ta tương cảm như đầu. Nhưng mà thực tế tôi nghĩ quan trọng nhất là làm thế nào thì các bạn SDE là cũng phải enjoy life, đúng. Nó có 4.0 hay 5.0 thì chẳng quan trọng lắm, mình vẫn phải sống vui thôi, 1.0 cũng vui. Thực ra thế giới bây giờ nhìn nó cũng mọi người thì hay có người là có cái xu hướng là nhìn nó hơi tiêu cực thì, nhưng mà nhất là dân miền Bắc, dân ở đây tôi nghĩ là không vấn đề gì, dân miền Tây cũng sống thương cảm rất khác, thì thấy vui vẻ, tôi nghe thích. Nhưng mà thực ra cái xã hội thì nó phát triển rất là tốt. Từ xưa đến nay các bạn không hình dung được, là chỉ hình dung là cách đây khoảng gần trăm năm ấy, tuổi thọ của dân Việt Nam là bao nhiêu đấy không? Biết bao nhiêu? Chưa được 50, 40 tuổi. Đấy, 45 tuổi. Nếu mà tôi mà giờ sống cách đây khoảng trăm năm là giờ chết rồi. Hình dung không? Bây giờ mình cũng 7 mấy rồi, nhưng mình tuổi thọ của mình là 7 mấy rồi. Thực sự là cái tiến bộ là tiến bộ quá vượt bậc, mình nghĩ ngạc nhiên là mình giống này, sớm sinh ra sớm sớm một chút là đến giờ này là đi rồi. May quá là sinh ra giờ này giờ vẫn còn sống. Nên cuộc sống thực ra nó rất nhiều cái hay. Cái mà đang xảy ra từ cái xe lái cho đến là tưới rau hoặc cái gì hay là chuyện là kinh doanh này, kinh doanh nọ ra sao là đều rất là những cái mà chúng ta cũng nên enjoy. Làm cũng tốt, làm cũng không sao cả. Tham gia vào rất nhiều cái gì có thể tham gia vào rất nhiều cái cạnh trong cái cuộc gọi là cách mạng này xảy ra, mình tham gia gì cũng được. Mình là một người bình thường cũng được, mình là nhà kinh tế cũng được, mình là nhà kinh doanh cũng được, mình là học công nghệ cũng được, học gì cũng được hết. Cuộc sống này chắc chắn là nó sẽ vui và tốt hơn. Cũng xin chấm dứt cái bài nói chuyện ở đây. Cảm ơn mọi người. Alo,
Nếu mà muốn trao đổi mà muốn nói chuyện thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái gì nhỉ? Ok, ai có question? Có thể giơ tay. Chúng ta đã nghe anh Lâm nói 4.0 là gì đúng không? Theo thắc mắc của anh chỉ hơi hiểu một tí. Đấy là nó không hẳn 4.0 nó là công nghệ, mà 4.0 nó là cái gì đấy liên quan đến tất cả chúng ta đúng không nhỉ? Chúng ta có những câu hỏi gì? Bởi vì chị không hiểu nhiều lắm, mà các em có hiểu nhiều không? Nếu mà ai hiểu nhiều thì không nói, còn ai chưa hiểu lắm thì chúng ta có thể đặt question. Ai có question nhỉ? Question là gì nhỉ các bạn? Có ai muốn nghe câu chuyện về question không? Nếu mà nhiều người muốn nghe chị sẽ nói nó. Anh muốn nghe cho ta. Question là chúng ta có một người rất là nổi tiếng về đào tạo kỹ năng lãnh đạo. Ông là John Maxwell. John Maxwell ông cuốn sách rất là hay, là sự được lãnh đạo tạo. Đấy là cuốn lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi tuyệt vời. Trong đó ông cầm cuốn sách chỉ nói về việc đặt câu hỏi. Tại sao chúng ta có thể lãnh đạo nhờ việc đặt câu hỏi? Thứ nhất, câu hỏi, ông nói rằng là câu hỏi là điều thứ nhất ở giữa bạn và hiểu biết. Nghĩa là bạn chỉ có thể biết nhớ hỏi, bạn chỉ có thể có hiểu biết nếu bạn đặt câu hỏi. Đấy, và ở đây đã từng có ai đó mà tham dự một cái sự kiện hay là gặp một người bạn đi giao lưu và đã từng nói thật rằng là ước gì mà mình đã hỏi câu hỏi trong đầu. Và có ai đó đã từng nghĩ rằng là nếu mình hỏi cái câu mà mình đang muốn hỏi thì có thể đấy là một câu hỏi ngu ngốc. Giơ tay thử. Có không có ai ở đây đã từng nghĩ rằng là mình nếu mà mình hỏi cái điều mình mong muốn hỏi thì nó sẽ là ngu ngốc và mình chẳng hỏi nữa. Có ai đã từng như vậy không? Có một ai đó? Một người, hai người, ba người, bốn người. Hết chưa? Chị nghĩ là sinh viên bạn từ ngành sinh viên FPT có khác nhỉ? Chị thì chắc là đấy phải cộng bốn bạn đấy lại cũng chưa hết số lần ngu của chị luôn á. Điều thứ hai, John Maxwell nói rằng là câu hỏi là một công cụ kết nối rất là tốt. Tại sao lại kết nối? Khi mà bạn hỏi thì có nghĩa là gì? Khi mà mình đặt một câu hỏi thì đó là một cái lời khen ngợi đỉnh cao nhất dành cho người nhận. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mình hỏi có nghĩa là mình nghĩ rằng là cái người nhận câu hỏi giỏi hơn mình nghĩ rằng là mình nhận phần kém hơn và mình muốn học hỏi và mình mong muốn được giải thích, mong muốn được hỗ trợ. Và đó là một cái lời khen các bạn rất là quý đối với người được nghe. Và tôi tham gia nói rằng là những câu hỏi giúp người ta kết nối với nhau. Đấy là một sự kết nối rất là hiệu quả. Còn một điều nữa, đấy là gì? Câu hỏi, việc đặt câu hỏi giúp chúng ta trở thành một người có tự trọng hơn. Điều này nghe hơi khó hiểu lắm. Có khó? Bởi vì lúc đó là chúng ta thực sự là có một cái sự khiêm tốn và chúng ta thực sự là có mong muốn là được tiến bộ. Thì như vậy là chúng ta đang ở cái phần là câu hỏi đúng nhỉ? Và các bạn nghĩ rằng là liệu hôm nay mình sẽ đọc bao nhiêu câu hỏi cho các diễn giả? Có ai đó sẽ đặt một câu hỏi cùng giơ tay? Thử ra là có những ai nghĩ rằng hôm nay mình đặt ít nhất một câu hỏi? Bởi vì mình không thể nào mình mất cả một
buổi sáng đẹp như thế này mà cái cách không được đúng không nào? Còn anh Lâm nói chúng ta là mồi thôi. Các bạn sập trên internet được đầy vàng hay không? Đúng không? Quan trọng là các bạn muốn hỏi điều gì từ chính mình, từ suy nghĩ của mình. Nào, bây giờ chị nhường lời cho bạn Quỳnh nhé. Rất là mong là các bạn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi và chúng ta sẽ có một cái buổi trao đổi, buổi nói chuyện hiệu quả. Xin cảm ơn. Thực sự là trong quá trình nãy giờ mọi người ngồi và nghe anh Lâm chia sẻ thì chị thấy là các bạn cũng trao đổi với nhau rất là nhiều. Nhưng mà không biết là tại sao các bạn lại chưa giơ tay lên để đặt câu hỏi, để tương tác với chị cũng trẻ. Có cái gì đấy đang níu giữ các bạn lại à? Các bạn có thể cho chị cùng lý do được không ạ? Bởi vì ngay ban đầu mọi người đang rất sôi nổi, mọi người tương tác, mọi người tham gia trả lời câu hỏi rất là nhiều đúng không ạ? Và ngay cả cô gái năng động nhất của tôi ngay từ đầu chương trình cũng không thấy giơ tay lên. Bởi vì sao là em có thể có cho chị một câu trả lời, một lý do gì đấy cho chị, một niềm tin gì đấy để chương trình còn được tiếp tục không? Đây, vậy thì tôi để tránh cái phút mà chúng ta phải mất thời gian bối rối như vậy thì có thể là chia sẻ với anh Lâm thì các bạn cần cái thời gian để tiêu hóa những cái kiến thức và những cái chia sẻ anh vừa nói đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ bây giờ có một câu hỏi trên livestream dành cho anh từ giáo sư Phù Trọng Xoay. Em rất sorry nhưng mà câu này nó hơi hỏi kiểu gì anh trả lời như nào? Không biết. Hỏi các bạn có biết giáo sư Xoay không? Các bạn xem tin tình đấy chưa? Và anh ta không tin là anh đang là người nói vì từ đấy nó có một cái đoạn âm thanh nó hơi tệ. Bạn bảo ai đang làm nhạc cái giọng anh Lâm già của em đấy. Em có thể đọc cái câu hỏi của giáo sư Xoay để xem là hỏi ngu thế này mà cũng hỏi để sao các bạn sinh viên nhà mình thấy hỏi rất đơn giản. Anh nghĩ rồi. Anh cũng biết nên hỏi đi. Mình sẽ bảo ai hỏi gì cũng được, nhưng mà em còn bảo có được không? Anh ơi, cái câu này nếu mà để em hỏi thì nó hơi ngại một tí. Không sao vậy, em đọc câu hỏi của giáo sư Xoay. Đây, nhờ thầy đọc hộ. Anh đọc nhé, anh đọc. Không có gì ghê gớm đâu mà. Có cái gì mà hình như ở đây có bọn biết rồi sao? Đây phần của anh Diễn Tiến mời 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 chị An đọc câu hỏi. Dạ, câu hỏi của giáo sư Xoay như sau. Xin được hỏi anh Lâm, công nghệ 1.0 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành mại dâm? Ví dụ như có thể kết hợp với những phần cứng tương thích, một người ở Việt Nam có thể vui vẻ với một đối tác tận Canada được không ạ? Hỏi không giờ sang ạ? Đó, trả lời cái không đi tìm cái đâu, nhưng mà lúc nhất mình hỏi xong thì đã thấy rồi. Câu hỏi thì thực ra ấy là mình cho cái mình dừng cảm thấy nhưng mà thực sự nếu mà nói về ứng dụng thực sự thì cái ngày đó luôn luôn là ngày ứng dụng đầu tiên tất cả các bạn trong mình. Các bạn thực hiện chắc chắn luôn. Các bạn chúng ta biết tại sao chúng ta lên web nhiều không? Hồi đầu World Wide Web, cái web browser đúng không? Chúng ta đầu tiên là World Wide Web là có từ năm khoảng 95. Chín năm này lúc đấy các bạn mới sinh hoặc là sắp sinh chưa sinh chưa thành chưa mở thì một trong những cái yếu tố đầu tiên mà làm sao cho nhiều người mà hàng triệu người đã dùng cái World Wide Web rồi đó là bởi vì người ta lên tìm search cái mà bạn dùng đang hỏi đúng hỏi gọi là mát mẻ, đang gọi là ảnh mát mẻ thì đúng thật sự, đấy là thật sự. Và sau đó những cái trong khi những cái gọi là chatbot tuyển sinh cái thứ này nọ là những cái gọi là tuyển sinh online trực tuyến chúng ta mãi chưa thấy gì cả thì
cái gọi là công nghệ vui vẻ trực tuyến đã có từ rất lâu rồi. Những cái website người ta làm video, các cô hồi lên múa may rồi người trả tiền từ ngày trước. Livestream, cái mà bây giờ mình đang mới gọi là livestream. Livestream từ rất lâu rồi. Thực tế. Cho nên sắp tới chúng ta ví dụ có cái công nghệ như là thực tế ảo. Các bạn nghe thực tế ảo là chưa? Thực tế ảo rồi thực tế tức là có những dạng thực tế ảo, thực tế mở rộng, augmented reality và virtual reality. Thì các bạn đoán xem chắc chắn công nghệ này sẽ là ứng dụng đầu tiên, đúng không? Cảm giác ok, hôm nay tối nay mình đi ăn tối với, xin lỗi nhận này, nếu mà mình đi với gọi là với cô trước ta xem lên báo là gì nhỉ? MC cái gì là MC không cầu MC thì trên báo giá 25.000 các bạn. Ví dụ và thực tế nào cho bạn cơ hội đi cùng ăn tối với cô đấy thì ví dụ thế, đúng không? Hoàn toàn trong đất thơ đó, công nghệ không nói mặt tốt ở đấy, chuyện đấy khác. Và nước, cái nước mà thực ra cái nước mà người ta kinh doanh rất nhiều về cái này, các bạn biết nào? Thứ nhất trên thế giới, ai trả lời được? Ta ứng dụng công nghệ trong việc này, ai trả lời được? Nước nào? Nước nào trên thế giới ứng dụng công nghệ nhiều nhất trong cái lĩnh vực mà đã kinh doanh này hỏi? Bạn gì? Em vừa nói gì? Nhật Bản. Chuẩn luôn, Nhật Bản. Tất cả như là các bạn robot cũng biết là phải robot là tạm gọi là robot thì không phải robot là ok vô số kẻ thôi. Biết vì sao? Vì dân Nhật là thực ra cái xã hội Nhật nó hơi có vấn đề một chút là người ta không thích, nói chung là không thích cô mình gọi là gấu, hôm nay gọi là gấu là bồ, ra bồ thích đấy, thanh niên thì bảo thôi nhà chơi game giống hơn hẹn hò ấy, cái cũng mệt lắm, thời gian không nói gì sai cũng thử chết rồi về đã hỏng hết. Gái thấy bảo đi chơi nhậu nhau, em thấy thấy mấy thứ nước Nhật mà nó để khách du lịch Nhật sang Việt Nam rất nhiều, gọi là thường được đi với nhau ba cô gái, hai cô gái, một số cô gái đi với nhau, bảo thanh niên cũng đi riêng để ý mới xem. Đó là dân Nhật người ta thống kê mà nói chung là đến gần nửa thanh niên là cả bụng. Tất nhiên đấy là mình nói về mặt gọi là xã hội thì đối với tượng xã hội nó là một vấn đề, nhưng đối với những người kinh doanh thì người ta coi đó là tội kinh doanh. Đấy, thế ra đơn giản lắm. Thế câu hỏi của giáo sư Xoay thực ra là tôi nghĩ là giáo sư Xoay hỏi câu này cũng quá bình thường. Ứng dụng mà thực tế mình để ý mà xem cái này là ứng dụng công nghệ bao giờ rất là sớm. Các bạn không tin các bạn thử xem. Bây giờ theo dõi cái công nghệ mới, cái gì may ho, nhất là cái công thực tế hảo, kiểu thực tế rộng, thực tế mở rộng, chắc chắn sẽ có. Đấy, giáo sư Xoay hỏi cô có lần thế có sao đâu. Giáo sư Xoay là còn thế có bọn em đi hỏi thoải mái, có thể thích chuyện gì cứ đấy thôi, trao đổi. Mình thấy như nào, có cơ hội gì không hay là chưa hiểu thực tế cái này là cái này cái nọ, hoạt động nào chém cái này là sao. Câu hỏi đầu tiên được sửa cái gì thì cũng được sửa cái gì. Các bạn mà không hỏi thì em cũng là phải thách thức đại ca thôi. Giờ đến lượt anh hỏi. Tại sao lại đi? Quay trở lại rồi.
Đấy, thực ra tôi chạy em xem phim poker là hay có kiểu mồ hôi chảy đầm đầm,
thì máy tính nó rất khó các bạn là phải biết à, thì ok các bạn phải lớp không có mà giả vờ là có, nhưng mà cuối cùng nó cắn rồi. Chương trình tức là cái trí tuệ nó đã tới mức đó. Thì bây giờ mình câu hỏi của mình là thực ra trí tuệ của máy tính với con người hiện tại nó như thế nào, đúng không? Để muốn biết là về sau nó hơn mình không biết là hiện tại nó đang ra sao đã. Đấy, cái mà cái câu hỏi cái ông mà Sơn ông chém là đến 2050 ấy, là máy tính thông minh nhân người ấy, là nó dựa vào một cái gọi là thực ra cũng phỏng đoán thôi. Có một quyển sách rất là hay là sách về Deep Learning của cái ba cái ông giáo sư rất nổi tiếng không biết. Cái quan trọng là Deep Learning là người ta dựa vào mạng neuron, người ta mô phỏng mạng neuron. Thì em phải biết trong đầu mình có bao nhiêu neuron, và biết trong đầu bao nhiêu neuron. Có 3 số, 4 triệu, 100 triệu, 10 tỷ, số nào là gần nhất? Số nào là gần nhất? Nói chung là gần 10 tỷ, thì đúng không? Đấy đấy, bạn này biết mà không nói. Đấy, không xong thế chưa? Mình biết mình không nói lúc xong mình tiếp, chúng ta không nói. 10 tỷ thì muốn mô phỏng 10 tỷ cái máy tính là phải bản chất em phải dựng một cái mạng nào đó có 10 tỷ máy tính, mỗi nó luôn là một máy tính và các kết nối các máy tính với nhau nữa. Thì ông đấy ông ấy đang dự đoán tại sao cái Deep Learning bây giờ nó phát triển bởi cái công nghệ về công nghệ nền tảng là công nghệ quá phát triển, cho nên là cái sức tính toán nó rất lớn. Khi mà tôi học công nghệ tin cách đây khoảng 2 mấy năm rồi, gần 30 năm thực ra đã học rồi về cũng learning các bạn mạng trí tuệ nhân tạo, nhưng mà không dùng được bởi vì máy tính yếu quá và không có dữ liệu, thế là không có. Còn bây giờ nó đang rất mạnh, nhưng mà để xây được cái mạng hay gọi là tạm gọi là bằng con người 10 tỷ nó đâu lên và kết nối được với nhau, thì các nhà ba cái ông khoa học cái ông mới tính là nếu mà tốc độ như bây giờ thì chắc đến 2050 là có thể làm được đó. Đó là lý do tại sao ông Sơn kia ông chém thật đến 2050. Ông có học tính có làm còn ông chém đó ông sẽ chém thật. Lúc đấy là nhân thân thông minh hơn người. Đấy thì mình phải biết cái thông tin như thế. Là mình muốn trả lời câu hỏi thì mình biết. Hoặc là như vậy có một cách. Trong lúc đấy gọi là học. Cách đấy là cái cách mình gọi là học hành, đó là mình tìm hiểu, tự tìm hiểu. Còn có cách nữa là đấy gọi là gì? Cách thứ ba là gì? Đi lang gà đúng không? Đi chơi. Đi chơi. Tức là đại khái em phải giao lưu với hỏi đúng cái ông mà tìm ông làm chuyên gia nhất hỏi anh chuyên gia nhất hỏi là ai đấy nhiên em hỏi anh thì anh chịu hỏi em không biết thật sự nếu anh trả lời câu hỏi của em là liệu cái mạng 4.0 có phải là cuối cùng hay không thì câu trả lời của anh là không biết. Đấy thực tế là anh không biết là cái mình không hiểu cái gọi là hiện trạng của cái tầm pit của cái trí tuệ thế này. Mà như anh nói đấy là mình còn có biết hai đường nữa chứ. Tức là có một số hội đã đi xây dựng làm thế nào để cho cái máy tính thông minh hơn, nhưng một số người khác đang làm cái việc làm sao để con người thông minh hơn. Đấy, người ta gọi là genetic engineering, sửa gen, sửa giết các kiểu để làm con cái sau thành anh xanh ấy. Thực ra còn cái hướng nữa là kết hợp máy và người. Em xem phim Avatar nhé. Avatar lúc mà với nhau con thằng đứng trong robot đấy là bên ngoài hiểu không? Thằng đứng trong và robot co đầu lên đấm thế này, đấm gì máy nó sẽ đấm luôn. Đấy là một dạng kết hợp máy với người, cái đấy là cái kết hợp ở cái tay thôi. Ở phim nào có nhiều phim có nhưng mà cái kiểu còn hoặc là có thể em cứ hình dung là người ta có thể cắm cái SD card vào đầu em, ví dụ thế, đầu bộ nhớ của mình đang này cắm lên phát mình đang nhớ được học bài, nhớ được có 3 bài quên hết lại học này quên khác, giờ tôi nghĩ nó thì cắm bộ nhớ vào đầu học đâu thế đấy, hoặc là kiểu như tăng cái gọi là tăng cái tốc độ đọc của em, hoặc là tăng cái khả năng nghe của em. Tất cả những thứ đấy cái này là trong cái hướng người ta nghiên cứu gọi là man computer, when computer interface,
tươi và máy kết hợp với nhau. Đấy nhá, mình có cái hướng thông minh là làm sao cho máy thông minh hơn. Còn một số ông làm sao cho người thông minh hơn. Một số ông là kết hợp người máy nữa thành một cái giống gì đấy của người máy tạm gọi thông minh nữa. Thì trả lời câu hỏi rất khó. Thực sự để trả lời câu hỏi thực sự là rất khó. Cho nên những cái ông mà lên mà chém rất khoát là thế này là thế nào để tin. Cái đó thôi. Thì thực sự không, đang không ai trả lời. Thực tế đang rất khó và có rất nhiều người đang làm nhiều nghiên cứu nhiều hướng khác nhau để đẩy đi. Nếu thằng này đẩy nhanh hơn thì nó sẽ hơn. Ok. Đấy, câu trả lời của anh cuối cùng anh nói rất là dòng, câu trả lời là anh không biết. Chống bệnh ở những nước nghèo, những nước
đây là cái phòng học là cách đây khoảng trước khi có penicillin, đứt tay đứt chân có khi là chết, ta coi là cảm máu nhiễm trùng chết luôn, chẳng biết tại sao. Đấy bây giờ nhiều nước nó vẫn còn đang xảy ra những cái mũi đốt, sốt rét chết luôn. Thì làm thế nào để đấy ai ngủ có bụng, hoặc là chế tạo có những công ty chế tạo cái toilet ra cho nó eco, eco toilet, cái đấy lên báo ra đó mọi người đó. Nghe nó kể như sức sinh như là chuyện sóng biển dập dềnh thì sản xuất ra nữa, nên cho người ta không có ít, ít ai biết, người ta rất nhiều thứ. Em quan tâm thì nghĩ là đấy là rất hay, nhưng hướng mà nếu mà tôi đưa đấy là vừa hay mà vừa có thể kiếm được rất nhiều tiền, đi làm được. Về 4.0 có làm con người rời vận động hay không? Cá nhân em nào? Cá nhân em thì sao? Có à? Anh cũng có. Thế ra mình cũng... nếu mà gọi là ngồi tự quan sát bản thân thì đúng là không có vấn đề là kiểu điện thoại hay cầm... Thế ra bản thân hay cầm điện thoại là đã thấy có vấn đề là... Thực ra bây giờ bỏ điện thoại là khác, là hôm trước mấy tôi đi làm xin visa vào cái sứ quán này, trong sứ quán nó bắt bắt điện thoại ở trong cái khung trong cái họp, mình ngồi đấy hai cái ngồi không có điện thoại trên tay, cảm giác mình rất là lạ, hiểu thì thằng thờ to tay bắt đấy. Thì tôi nghĩ là chắc là nó sẽ nó làm cho người biến thì nó sẽ tạo ra mình thói quen khác chắc chắn đấy. Thì ví dụ như là mình có rất nhiều thứ nó sẽ cần gây tiền không phải làm nữa, ví dụ như là đây con này là thích cắt tóc, đó thằng cắt tóc nó đặt lấy hộ mình là assistant giúp cho tao cái chỗ này chỗ kia, rồi đi xe thì nó được lái thì mình khỏi lái, rồi đi xe mình có thể chơi game, đó cái đó có phải là lười không thì nó sẽ tạo ra cần gây tiền mình thở hơn. Và về mặt vận động thì cũng có thể, nhưng mà cái này cũng là câu hỏi về tư chất. Bởi vì nếu mà thực ra con người thì đương nhiên là đều sợ chết cả, cho nên nó bảo nó không vận động mà chết thì đều sẽ đến lúc cũng phải chạy như điên hoặc là tập thể dục hoặc là những gì đó. Thì tôi thì thấy những cái thanh niên bây giờ là sống lành mạnh hơn hồi xưa ấy. Đúng không? Đây phải lắc đầu hay. Cảm giác những cái ý thức về tập thể dục thể thao như là nhiều hơn những ngày trước thì chẳng có ý thức gì đâu. Nó thực tế là ngày trước ấy là tại sao mà các cụ bây giờ anh kể lại là thế này thế nào, là bởi vì ngày trước thực ra nó được cái là cái môi trường nó tốt hơn, đó là không khí của em chưa bị ô nhiễm, đồ ăn đồ ấy nó còn đại khái mình gọi là bây giờ mình gọi là organic, thiên tạo organic cả, có vấn đề cho nên là có vẻ khỏe hơn, cũng là lười vận động hơn. Đi bộ là bởi vì bắt buộc phải đi bộ, đi xe đạp là phải tết xe máy phải đi xe đạp, chẳng phải vì thích đi xe đạp. Còn bây giờ người ta ý thức, thanh niên người ta ý thức thích tập thể dục thể thao lại. Anh không biết thực sự là anh không rõ lắm, nếu mà đối với anh thì là cái vấn đề thực sự là mình cũng hơi vấn đề mình sử dụng điện thoại nhiều quá. Còn anh không biết với con em mình thế nào. Nói chung về mặt khoa học thì bây giờ mình chưa có cái gọi là gì chứng minh về cái chuyện gọi là dùng điện thoại thì liên quan đến sức khỏe cái yếu đi là này nọ. Thời gian yếu đi nhất thì có thể anh nghĩ là về mặt môi trường, sức khỏe thời gian môi trường là cái là không khí ô nhiễm. Còn em ở Cần Thơ thì có thể con thành gạo trắng nước trong, không biết là Sài Gòn thế là kiểu Hà Nội là nói chung là chắc chắn luôn yếu đi chắc. Cảm ơn câu trả lời. Cái này có ghi là em trả lời cho
Thực ra tôi nghĩ các bạn bảo ý đấy, bạn ấy tên là gì? Thì chắc là bạn ấy đã biết rồi. Bởi câu hỏi của bạn đây hình thức hỏi theo kiểu cần phơ. Thực ra thì tôi nói đơn giản là chúng ta tăng những dữ liệu. Nhưng mà những dữ liệu thì người ta thường, nếu mà theo gọi là tương đối thì người ta nói tiếng Anh nó là data, information, xong đến knowledge, và xong đến và cao nhất thì người ta gọi là wisdom hay là insight. Đấy. Nghĩa là gì? Mọi người có biết này không? Đấy, tức là thông tin nó như là cái mà dữ liệu, nó là thông tin gọi là cái thô. Theo định nghĩa, cái data thì là một cái gọi là tương đối cái gì đó bên ngoài của cái đấy, ví dụ như là mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng là dữ liệu, đúng không? Rồi dữ liệu đấy có ý nghĩa gì đối với mình hay không thì thường sẽ gọi là cái information. Nếu cá nhân tôi thường ngủ dậy lúc 8 giờ thì mặt trời có mọc 6 giờ thì giờ chẳng liên quan gì cả. 6 giờ 15 chẳng liên quan gì, nhưng mà nếu tôi dậy lúc 5 rưỡi thì có thể là lúc đấy tôi sẽ quan tâm đến cái đến bản thân cái sự kiện đấy, nó có ý nghĩa của mình, gọi là information. Rồi mình chế biến cái đấy, nó có thể là xử lý cái đấy, nó biến thành một cái kiến thức gì đấy của mình hay không. Rồi kiến thức đấy thì nó sẽ, mình có thể chúng ta làm kiến thức mà thấy là nó mọc vào lúc đó thì mình làm gì đấy với kiến thức khác. Thì tôi cũng không hiểu ý của bạn, là chưa hiểu rõ lắm cái ý của ý nói theo kiểu xử lý theo kiểu thông tin hay là theo nghĩa gọi là gì đó, tạm gọi là mình nói nghĩa thông thường. Language thì mình đang trả lời đây thì các bạn là cái tự nhiên nó là theo kiểu thông thường thôi. Thì cái mức người ta sẽ có một số mức dữ liệu thông tin knowledge và ví dụ như Facebook người ta cũng thu thập dữ liệu của em, đúng không? Người ta thu thập dữ liệu của em. Sau đấy đến đấy một lúc nào đó người ta mới xây dựng kiến thức về em, knowledge về bản thân em. Người ta Facebook nó sẽ, em không biết chứ có người của em trong Facebook em có cái profile. Facebook sẽ biết cái em là profile gì đó. Netflix hay Amazon tất cả những gì nó đều cho em là profile gì đó. Đấy là knowledge của nó. Ví dụ bạn thuộc loại nó sẽ đoán ra thiếu nữ tuổi, nghe biết luôn, bao nhiêu tuổi. Giả sử như là một thiếu nữ 25 tuổi thích mỗi tháng tiêu khoảng vài chục triệu rồi hay thích nhạc của Sơn Tùng ví dụ gì đó, nó sẽ góp cho mình cái đấy là thông tin của nó, là profile. Thì cái, từ cái đầu dữ liệu và cái đầu vào của mình, dữ liệu của mình, tất cả những hành trong của mình trên Facebook, mình like cái gì, mình thích cái gì, mình làm cái gì, mình whatever, luôn là nó sẽ mình, trước khi có công ty nó còn lên nó chém là em chỉ cần cho nó xem 30 cái like của em, làm cái like trên Facebook, like như cái gì là nó sẽ hiểu em giống như là đồng nghiệp, giống như một đồng nghiệp ở trong công ty. Còn ví dụ các đồng nghiệp công ty em thì chả ông nào biết là lúc anh hai bạn này làm nhau, ví dụ anh hỏi bạn này, hỏi anh thích hoa gì, là anh chịu, anh thích uống bia gì, chịu, đúng không? Ví dụ thế. Nhưng mà thằng Facebook nó bảo ok em này anh thích hoa súng, hoa bồn bồn, hoa điên điển gì đó. Và ông ấy thích một kia tay gầm, có thể là được. Năm nói về cái 30 cái này đấy. Và cái mà đáng sợ nhất là nó bảo nếu mà cho tao biết 300 like của mày ấy, tao xem được 300 like của mày ấy, thì tao có thể biết mày hơn cả bọn mày hơn. Em thử xem. Thế nó chém. Đấy là một công ty, chúng ta không phải Facebook, một công ty gọi là phân tích data. Cái vụ khá là dùng ven, Cambridge Analytica. Thì người ta có thể dựa vào những đấy, nhưng mà thực tế là người ta có thể dựa vào những liệu để người ta lấy ra lỗi. Còn bạn nào có muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? Mình thấy các bạn đang trao đổi rất là vui vẻ.
câu hỏi ngu là đã vào đề thi môn văn của trường cấp 3 Kim Liên ở Hà Nội đấy. Bạn nghĩ thế nào là một câu hỏi ngu? Trích dẫn một cái đoạn của anh Nguyễn Thành Nam sau đời của Nick. Nên là câu hỏi ngu là câu hỏi tuyệt vời. Câu hỏi nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Các bạn cũng đang biết là Liên Hoàn hay Liên Đánh hoặc là Bác Hồ, tôi nói được vàng hay rõ không? Hoặc là bây giờ thời đại bây giờ câu hỏi nổi tiếng nhất là câu gì? Câu hỏi nổi tiếng chính xác, câu hỏi đầu tiên nhất bây giờ là bạn này chính xác rồi đấy, thực ra đúng không, người nào người ta suốt ngày người ta hỏi em bạn đã những gì và em trả lời cho người ta, người ta bản chất kiến thức mình ghép vào là mình trả lời câu hỏi đấy đúng không, thì đương nhiên người ta sẽ hiểu em, các người thường bạn bè với nhau bao giờ hỏi bạn đã những gì không, đúng không? Thế nên chuyện mà nói hiểu mình với bạn mình như là chuyện mà toàn có thể xảy ra. Hiện tại
nhiều. Việt Nam có công ty, biết là bên tỉnh công ty Domina không? Domina biết khái niệm smart home không? Domina là kiểu khái bước vào phòng đèn sáng như bạn nói. Bước vào phòng thì đèn sáng, hoặc là như bạn cũng thấy bạn đi làm công ty mà tôi có làm cái link Hachi, công ty đến rồi người ta tưới nước tự động, tưới nước tự động, điều khiển đèn tự động, tùy thuộc vào điều kiện môi trường như thế nào người ta điều khiển nó phù hợp với đâu cái cây, nên không trả lời điều của thực tế là mình chắc chắn được. Và hiện không phải được không, mà hiện tại người ta đang làm rất là nhiều. Nếu anh tôi có quan tâm đến chuyện đó là đấy, còn em nếu mà em là người rất kinh tế, em bảo không, em không cần phải làm cái đấy, em muốn là kinh doanh cái đấy thì là đấy, em sẽ có thể kinh doanh vào công nông nghiệp hay là trong đời sống hàng ngày hay là gì đó, smart home hay là smart farm đủ hết cả mãi là được không? Là các bạn có nhận định gì về cái tương lai nghề nghiệp của mình trong cái thời kỳ này của các bạn?
dụng hay là mình sẽ bị áp lực gì từ những cái của các bạn không? Một khi mình chưa hiểu rõ về cách làm công nghiệp 4.0, đương nhiên mình sẽ có những cái nỗi sợ đúng không? Mình sẽ có những cái áp lực mà mình muốn được chia sẻ hoặc là mình muốn được định hướng, được hỗ trợ định hướng. Liệu là đã có bạn nào đã từng ngồi nghĩ thử xem với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, với cái mà mình được nghe rất nhiều, bởi vì khoảng 2 năm gần đây mình nghe rất nhiều về cụm từ công nghiệp 4.0, công nghệ 4.0, công nghệ 4.0 đúng không? Vậy thì các bạn đã từng thử nghĩ là mình sẽ bị tác động gì chưa? Không nên nghĩ là tác động, mà nếu mà mình nghĩ là cơ hội có tiền hẳn làm sao kiếm được tiền. Nghe tôi là đấy, mình lên nói một số cái ví dụ mình cũng để ý rồi, mấy thằng này nó đi collect information này trên Facebook ấy, là kiếm được tiền này. Đấy, nó cứ đưa hỏi mình ngày sinh tháng ngày ta, xong nó cho cái số tiền mình đọc từ sướng về khoe nhau, share với nhau là rồi nó bảo là mình số cái sau sẽ đầu cái tầm đầu hay là cái vợ đầu cái gì xin họ. Thực tế của nó là cái mục đích của nó đấy, cái nhỏ nhất còn lớn lớn như kiểu Facebook thì cái kia cũng bán gì, cái kia cũng nhiều, khó nhỏ là khó rất nhiều. Cái dữ liệu là cái gọi là một cái rất là cơ bản, nếu mà ai mình làm ăn cái gì mà mô hình gì mà lớn lớn thì cái kinh nghiệm làm sao có dữ liệu. Là nghĩ nó ảnh hưởng đến mình thì ảnh hưởng cá nhân thì đương nhiên sẽ tốt hơn này nọ, là tiếp nhưng mà ảnh hưởng đến theo kiểu là mình làm gì được chuyện đấy á. Nó ảnh hưởng đến mình ảnh hưởng đến nó, mình về bản thân mình ảnh hưởng đến nó, đúng không? Không làm chủ. Đương nhiên là mình tham gia vào mình làm cái gì đó thì những thực sự những con em về nhà cho thuê nhà em đi đi là hưởng tốt nha. Giờ nếu ai có ai có nhà giờ dư không? Ở đây có ai dư dư phòng? Không, để chủ đại gia thì có hai cái nhà hai phòng này được. Đấy, cái này thì em nghĩ là đấy là một mô hình kinh doanh mới. Là Airbnb chưa có. Nó là apartment sharing thôi, còn em gọi là pet sharing. Một cái này cao cấp hơn. Cái này là rất khó đấy. Thank you.
việc mà mình bây giờ bị ngoại ngữ mà nó cần thiết cho nó nên là cái kỹ năng rất là cần thiết cho các bạn sinh viên, là cái điều mà ai cũng hiểu và ai cũng biết thôi, chứ còn nếu sự dụng năng hiểu và để nhận thức được cái giá trị cái tầm quan trọng thì chắc là em mong muốn lại để có sự chia sẻ sâu hơn với các bạn đúng không ạ? Tôi thì ngoài đời cũng còn giả lắm. Nếu mà về cái phương pháp học ngoại ngữ thì tôi sẽ giới thiệu cho một người hiện nay là phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ của trường Đại học Thanh Hóa. Thì cô đó sẽ tư vấn cho. Đó là cái phương pháp học mà mình để học cho tốt. Còn FPT đây thì tôi biết là cái cô đó là học một thầy đó là đâu chưa biết tôi kêu luôn, nhưng mà tôi thì gốc của tôi là ở Đại học Cần Thơ và tôi công tác tại trung tâm kỹ thuật máy tính CNC Cần Thơ. Và sau mà tôi có gia đình tôi đi về sống cho tới hôm nay. Cảm ơn những chia sẻ từ anh Phúc. Rất vui là hôm nay mọi người đã đến, mọi người đã cùng chia sẻ, cùng lắng nghe. Và cuộc vui nào thì cũng sẽ có một cái thời điểm chúng ta sẽ tạm dừng lại, đúng không ạ? Tạm dừng lại để sau này sẽ còn gặp lại nhau ở những chương trình khác, ở những sự kiện khác và có thể là ở cả những không gian khác nữa, đúng không ạ? Bởi vì cũng như các bạn đã bước vào môi trường này thì cái cơ hội được gặp lại nhau đầu tiên ở FPT chắc là sẽ cao hơn. Cũng xin được nói luôn là cái chương trình là được phối hợp tổ chức giữa Đại học Trực tuyến Phan Lích và Đại học FPT Cần Thơ. Do đó mình cũng có một cái món quà nhỏ muốn tặng chung đến mọi người ở đây. Nhờ bạn Kim kỹ thuật sẽ mời thức chị Ecolit mà trường của em Phan Lích. Đó là cũng giới thiệu cho các bạn về môi trường Phan Lích của mình. Mình đang làm việc ở đó, mình đang công tác ở đó. Và mình có một cái bài hát rất là hay vui về nhà trường mình cũng chia sẻ với các bạn. Thì mình nghĩ là bài này nó là một bài viết lại lời, gặp lại lời dựa trên nền nhạc của bài bài hát đi học. Thế nên là sau đây thì mình sẽ chiếm lại và giống như là mình sẽ đang hát karaoke với nhau đúng không ạ? Mọi người có thích karaoke không ạ? Mô lại cho các bạn nghe thử nhé. Một mình em muốn.
trời còn rất dài thì chúng ta cũng được quyền xách ba lô lên và đi tìm hiểu khám phá thế giới, khám phá cuộc sống này đúng không ạ? Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Ta cùng vỗ tay thật to để trả như là lời chào để với nhau, để tạm biệt nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.